Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Phải nói là một cái thông tin rất mới trong cái tháng 10 này. Toyota Corolla Altis trong tháng 10 này sẽ có một cái chương trình khuyến mại xả kho rất lớn. Một cái chương trình mà giảm giá lên đến gần 100 triệu đồng, trong khi đó cái giá bán chỉ còn có hơn 600 triệu đồng mà thôi. Từ phiên bản 1.8e CVT hay phiên bản 1.8G, rất nhiều chương trình khuyến mại và tổng lăn bánh quá hấp dẫn trong thời điểm này. Vậy chi tiết trong tháng 10 này thì là như thế nào? Kính mời quý khách hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Và được Toyota Việt Nam phân phối Altis ở thế hệ mới này với hai tùy chọn. Trước khi đến với phần khuyến mại chi tiết thì chúng ta sẽ đi rất nhanh thôi. Trong tháng 10 này thì Toyota Altis sẽ có giá bán lần lượt từ 733 triệu đồng cho phiên bản 1.8e CVT, trong khi đó là phiên bản 1.8G sẽ có giá là 763 triệu đồng. Và chắc chắn rồi, những cái màu trắng ngọc trai được sơn 3 lớp ánh nhũ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sẽ có giá là cộng thêm 8 triệu đồng niêm yết của Toyota Việt Nam. Nhưng hoàn toàn là một cái tin rất vui và không để quý khách hàng phải đợi chờ lâu. Chúng ta sẽ đi luôn về phần khuyến mại. Trước tiên, áp dụng ngay cho cái chương trình trả góp trong tháng 10 này. Anh chị chỉ cần chuẩn bị đâu đó cho em khoảng 250 triệu đồng với cái mức lãi suất là 0,49% là chiếc xe Altis đã nằm trong nhà anh chị rồi. Và cái tin rất hay đó chính là cái phần khuyến mại trong tháng 10 này, tổng tiền mặt anh chị ạ, một con số chưa bao giờ lớn đến như thế, lên đến gần 80 triệu đồng. Trong khi đó là chúng ta còn có những cái gói phụ kiện tùy chọn nữa. Vậy là tổng cả tiền mặt và phụ kiện, con số trị giá đã lên đến gần 100 triệu rồi. Chưa bao giờ mà Altis lại có một cái đợt xả kho cực lớn đến như thế đúng không ạ? Ví dụ như một chiếc 1.8e CVT 733 triệu rồi mà trừ đi rồi thì chỉ còn có hơn 600 triệu đồng. Hay là ngay cả bản thân chiếc 1.8G khi mà trừ khuyến mại rồi cũng chỉ còn có hơn 600 triệu đồng mà thôi. Rất là chi tiết đúng không ạ? Để biết thêm, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn size của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị gà một cách chi tiết và chu đáo nhất. Và bật mí đấy anh chị một cái thông tin, đó là cái lượng xe Altis thì cũng không còn nhiều đâu ạ. Mà cái chương trình khuyến mại thì chắc chắn rồi, những ngày đầu tháng như thế này, anh chị nào mà nhanh tay thì sẽ là những người đầu tiên có cơ hội để sở hữu được Altis với giá cực kỳ là hấp dẫn. Văn Hội cứ nói vui mà đây đó chính là cái thời điểm vàng, thời điểm vàng để chúng ta sở hữu ngay một cái phân khúc hạng C mà chỉ có từ hơn 600 triệu đồng. Chưa bao giờ mà Altis lại có cái khuyến mại lớn đến như thế đúng không ạ? Còn về trả góp thì Văn Hội có chia sẻ thêm lên trên màn hình để anh chị có thể cập nhật được thêm. Đó chính là rất là nhiều gói vay từ phía Toyota Việt Nam với lãi suất từ 0,49%, thời gian vay lên đến 7 năm, vay đến 80% giá trị xe. Thì Văn Hội sẽ show lên trên màn hình hoặc những gói vay 50 để anh chị có thể nhìn thấy chi tiết được đúng không ạ? Rất hay. Còn bây giờ thì chúng ta dành ra đâu đó khoảng 5-7 phút để ngắm tổng quan lại hình ảnh của xe trước khi đến với tổng chi phí lăn bánh cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Chúng ta sẽ dành ra đâu đó khoảng 2-3 phút nào ngắm tổng quan lại hình ảnh của Altis. Ở thế hệ mới này gần như là hoàn toàn là cái thiết kế phía đầu xe của Altis được thiết kế lại với cái mặt ca lăng ở phía trước, mạ chrome nổi khối, cái phần logo của Toyota này được vuốt sang hai bên, đường gân dập nổi trên nắp capo, cũng như là đặc biệt nhất là gì ạ? Đó chính là ở cái phần nền của cái mặt parasoc ở phía trước này sẽ được một cái phần ốp mạ chrome này, nhìn nó bề thế nổi khối và tôn lên toàn bộ cái dáng nổi bật của xe. Đó chính là thiết kế ở phần đầu xe của Altis ở thế hệ mới. Đặc biệt nhất nữa đó chính là những cái phiên bản 1.8G thì chúng ta còn có thêm cụm đèn bi full LED luôn nhé. Rất hay luôn. Các phiên bản đều được trang bị đèn sương mù cũng như là những cái thanh nổi khối ở phía trước. Còn ở phần phía thân xe thì chúng ta có gì nào? Lần này thì phiên bản 1.8e CVT đã được trang bị la răng phay đúc lên đến 16 inch, trong khi đó là người Anh 1.8G đã có la răng lên đến 17 inch. Cảm giác như chiếc xe thể thao và khỏe khoắn hơn đó. Chúng ta còn có gì nữa nào? Hệ thống là cụp gương điện, tích hợp đèn xi nhan trên gương và chỉnh mặt gương điện. Nhưng trên phiên bản 1.8G thì nhà sản xuất còn trang bị thêm hệ thống là cụp gương tự động kết hợp với mặt gương sẽ cụp xuống khi mà lùi xe. Rất hay nhá. Ở một cái clip khác thì Văn Hội đã review rất chi tiết rồi. Chúng ta ở đây chỉ đi rất nhanh thôi.
để ngắm tổng quan nào. Đây nó chính là phần phía thân xe, nhìn rất trường xe đúng không ạ? Còn phần phía đuôi sau là như thế nào? Anh máy quay sẽ di chuyển cùng Quang Hụi ngay bây giờ. Đây nó chính là cái thiết kế ở phần phía đuôi sau của Atit. Chúng ta có thể thấy ngay được không? Cái cụm đèn hậu ở phía sau nhìn đã thiết kế rất là nổi bật rồi, sang trọng. Lần này thì xe trang bị luôn camera lùi kết hợp với cảm biến lùi theo xe. Còn ở phần cốp thì sao? Cốp rất nổi bật nhé. Anh máy quay sẽ tiến gần hơn để thấy được rằng là cái phần cốp này nó sẽ rất rộng rãi. Chắc chắn rồi, anh chị nào mà yêu thích những cái bộ gôn thì sẽ để được ngay đến 2-3 bộ gôn rất rộng và rất dễ chịu. Vì ở hai cái hốc này nó rất sâu sang hai bên này, đúng không ạ? Và cái lốp sơ cua thì sẽ được trang bị. Anh mới quay sẽ tiến gần vào đây để chúng ta thấy được chi tiết được rằng là cái lốp sơ cua thì sẽ như thế nào. Sẽ được trang bị như lốp theo xe anh chị nhé. Tất cả như các lốp còn lại luôn đấy ạ. Rất hay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong phần nội thất để thấy được cái vẻ đẹp hoàn hảo của chiếc Atit. Xin mời anh chị. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong phần nội thất. Đây là chính là phiên bản 1.8e CVT thì sẽ có cái ghế điện kết hợp với tông màu kem anh chị nhé. Từ phần phía tapi này với các phần tay nắm này rất to bản. Kính lái auto một chạm kết hợp với các kính điện cho các phần còn lại. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm gì nữa? Ở phần vô lăng là khâu da này, đúng không ạ? Tích hợp rất nhiều chi tiết, đặc biệt nhất là bản ECVT mà vẫn trang bị cả hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình, chìa khóa thông minh, hệ thống điều hòa tự động. Các chi tiết phụ trợ đây, anh máy quay sẽ tiến chéo sang để thấy được là hệ thống cụp gương này, cảm biến này, cũng như cân bằng điện tử này. Còn đây đó chính là phần ghế điện. Ghế điện chỉnh lên đến 10 hướng, đặc biệt nhất là có phần bơm lưng. Ok, bây giờ sẽ ngồi bên trong xe ngắm chi tiết hơn ạ. Vâng, hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện của chiếc xe Toyota Atit phiên bản 1.8e CVT. Có thể thấy ngay được là cái bao đầu tiên nó trên phần tổng quan bảng đồng hồ trung tâm này, kết hợp với màn hình IMID đa thông tin ở giữa. Rất tiện dụng đúng không ạ? Đồng hồ vòng tua động cơ, đồng hồ vận tốc. Chúng ta phun phím ở trên vô lăng luôn nhé. Trên vô lăng thì chúng ta có kết hợp luôn là hệ thống điều khiển volume này, thoại rảnh tay này, chuyển hệ này, kích hoạt giọng nói này, màn hình lớp layer này, cũng như là hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình. Còn về phần trang bị ở bên phía bên này thì chúng ta có ngay một chiếc chìa khóa thông minh, engine start top, màn hình kết hợp là màn hình DVD. Ở màn hình DVD này thì chúng ta ở cái thời điểm hiện tại mà đã vẫn còn sử dụng giữa DVD thì rất hay rồi. Không chỉ có vậy đâu ạ, màn hình này còn kết nối với CarPlay và Android Auto, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái hộc cắm USB là được giấu ở bên trong này, thì nó rất rất gọn, đúng không? Chúng ta vẫn có thêm một cái đồng hồ thời gian như thế này nữa, điều hòa tự động đây rồi, khá ấn tượng luôn. Gẩy nút chỉnh này trông nói vui vẻ, trông như chiếc Mercedes đấy. Ở phía dưới chúng ta có một cái tẩu 12V 120W như thế này. Tay số, xe trang bị là hộp số vô cấp cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu và di chuyển cực kỳ êm ái. Cùng với đó, chúng ta có kết hợp với camera lùi và cảm biến lùi được trang bị theo xe. Hộp số còn trang bị cái giải số M, Mover Transmission, di chuyển số bằng tay, rất tiện dụng. Với chế độ lái Sport cho khả năng tăng tốc vượt xe khác, rất khỏe khoắn và coi như là phấn khích lắm đấy ạ. Chúng ta còn có gì nữa? Ở đây đó chính là cái hộc để đồ này. Thì chúng ta có hai lần khay như thế này để rất dễ chịu. Rồi, anh máy quay sẽ quay tổng quan lại một lần nữa nào để nhìn thấy được. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang phần tổng chi phí lăn bánh cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là cập nhật bảng giá mới nhất của chiếc xe Toyota Corolla Atit trong tháng 10 năm 2021. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với phần tổng chi phí lăn bánh. Như anh chị cũng biết, mức thuế đang áp dụng ở một tỉnh là 10%, ở Hà Nội là 12%. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm tiền biển số ở Hà Nội và Hồ Chí Minh là 20 triệu. Và các tỉnh thành còn lại sẽ áp dụng từ mức 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy từng tỉnh thành phố. Vậy một chiếc Atit 1.8e CVT đi ạ, 733 triệu. Mức thuế là 73 triệu nữa thì chúng ta sẽ cộng vào đâu đó khoảng 75-76 triệu gì đó đúng không ạ? Nhưng hoàn toàn yên tâm ạ, trong cái thời điểm này khi mà giá xe khuyến mại chỉ còn có hơn 600 triệu đồng thì tổng lăn bánh nó chỉ nhỉnh 700 một chút thôi anh chị nhá. Chỉ nhỉnh 700 một chút xíu thôi là chiếc xe Atit phân khúc hạng C
thế hệ mới đã nằm trong nhà anh chị rồi. Còn mua xe trả góp thì sao? Với khoảng 250 triệu đồng, lãi suất chỉ 0,49%, thời gian vay lên đến 7 năm thì đâu đó khoảng 6 triệu đồng một tháng là anh chị đã sở hữu ngay một chiếc Altis rồi. Chi tiết lăn bánh cho từng vùng miền là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn xe của tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá review xe nào. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!